sao mà ăn được trời? Okay, okay. Yeah, when you take a bath, you wash the water off of your body. Hey. I'm just in a video. Thịt nó ngọt hơn, ngọt hơn cái tôm khác. Mà họ để muối hay gì á, cái mặn mặn. Nãy em đi vô nhầm chỗ người ta đám cưới, đi vô tới đó luôn. Nhìn ủa sao tôi lạ lạ thật đó. Xong rồi cái ông mà ngồi ở đó kêu hello. Em kêu em không nói gì hết, đi luôn. Hello, it's me. Wrong number. Mới học có để muối không chứ mặn mặn. Có, có để gì á. Cho mày ăn miếng không? Đuôi. So like the bowl. Ừ, ăn thử miếng không? Miếng này đấy. Cái này là king crab nè. Sao mày ăn miếng này đấy? King crab. Ăn thử miếng này. 12 giờ. Tôm mặn quá. Bữa nay ăn
ăn tôm với ăn cái đấy cho đã. Trời ơi, muối luôn nè, này muối luôn. Họ làm mặn để người khác không ăn nữa. Chứ mà làm mà không mặn là ăn hết rồi thì em là em là họ lỗ chắc rồi. Má này mặn. Mặn. Cái này đỡ hơn là tôm, tôm mặn hơn. Món khác nữa lần nữa. Để em mình chắc. Cái đó không? Cái trùng với nồi. Trùng với nồi. Này muốn ăn sang trọng bằng nghề nỉ không được á. Ăn thì cho chắc. Wait a second. You're talking to my guy.
cái lỗ này em cũng ăn thấy ngán rồi. Cái bình thường là nhà em ăn mấy tô luôn mà. Dạ không ngon. Thử rồi. Cơm này nhất là cơm này nè, ăn học được luôn, nó chua chua. Pineapple.
qua chỗ Thank you.
chị Queen là quá ngon. Cơm cũng ngon, cái gì cũng ngon. Trong chị Queen là cái gì cũng ăn được. Chị tuyết là nó không bắp phê đó. Then he drops off the ground. Nó ngon hả? À biết là nó chê hoài thôi. Chê hoài thôi, bữa nào mất đừng có kiếm nè. Em tự kiếm được. Anh nữa không? Ừ, dở. Cái thịt nó thì ngọt rồi đó, mà họ để cái gì á. Đi ăn nhà mình ăn là cũng mấy trăm tới ngàn đó. Đó fisherman. Fisherman. Fisherman đó với bột của nó nữa. Nhưng mà đầy quá mình đi chỗ khác nhá. Fisherman đó. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Không có chỗ, chỗ đó cũng phải book trước. Mommy. 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 À. Đấy tay dò giúp dơ. Cắn bự rồi. Cứng ngắt luôn. Không có được. Cứ bẻ ra đi. Dục nguyên con thì thấy đó. Nó kỳ. Cá ngon không anh? Cá ngon mà. Tao phải ăn đó.
một cái thôi được rồi. Kêu một hồi hỏi. Uống không?